chào mừng các bạn đã trở lại với Mẹo Hay iOS và Android. Thì người dùng của iPhone sẽ chia ra hai loại người dùng riêng biệt. Người dùng thứ nhất đó là khi mà iPhone có cái bản cập nhật phần mềm thì lúc nào cũng sẽ cập nhật phiên bản iPhone lên mới nhất để sử dụng. Còn đối với một số người dùng còn lại thì người ta sẽ cân nhắc và đôi khi người ta sẽ không muốn cập nhật những cái bản cập nhật phần mềm lên mới nhất. Vấn đề là sợ giảm hiệu năng hay là hao pin nóng máy. Thì khi mà các bạn có bản cập nhật phần mềm ở trong cái cài đặt nhưng mà các bạn không cập nhật phần mềm thì ở trên cái biểu tượng cài đặt của iPhone nó sẽ có cái số 1, nó hiển thị ở đây rất là chướng mắt. Đây, khi chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ check cái bản cập nhật phần mềm. Thì ở đây mình có cái iOS 15.4 nè, nó báo cập nhật. Thì nếu mà bạn không cập nhật thì cái số 1 này nó sẽ nằm ở đây hoài. Nhìn nó rất là khó chịu và nhìn cái giao diện của màn hình nó không có được đẹp. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thao tác để có thể xóa đi cái số 1 này, làm cho giao diện của chúng ta nó gọn nhẹ và nó không có bị rối mắt như vậy. Thì nếu bạn là top người dùng thứ nhất, khi có bản cập nhật phần mềm này thì sẽ luôn luôn nâng cấp iPhone lên phiên bản mới nhất, thì bạn không cần phải xem video này. Vì khi bạn cập nhật lên mới nhất thì iPhone của bạn sẽ không có báo cái số 1 ở trên cái biểu tượng cài đặt như vậy đâu. Còn nếu mà các bạn thuộc cái top người sử dụng iPhone còn lại đó, là cân nhắc khi có cái bản cập nhật phần mềm thì chưa muốn cập nhật lên phiên bản mới nhất, chỉ muốn giữ lại ở cái phiên bản thấp nè. Ví dụ như mình có cái đây là phiên bản 14.2 nè, mình không muốn nâng cấp lên, thì các bạn làm theo hướng dẫn trong video để có thể xóa đi cái số 1 khó chịu trên cái phần cài đặt này nhé. Thì đầu tiên ở cái màn hình chính, chúng ta sẽ truy cập vào trình duyệt web Safari. Rồi chúng ta sẽ truy cập vào trang web betaprofile.com. Thì trang web ở bên đây nè, các bạn truy cập vào trang web này. Rồi, thì đây là giao diện của trang web. Bây giờ chúng ta sẽ lướt xuống. Đây nè, chúng ta sẽ lướt tới cái chữ này nè, nó có chữ block OTA nè. Thì chúng ta sẽ chặn update OTA của iPhone đó các bạn. Thì ở trong cái phần block OTA này nó sẽ có cái chữ màu xanh nè, Instant Go File nè. Mình chọn vào đây, rồi chọn tiếp vào dòng màu đỏ. Thì lúc này nó sẽ tải về máy mình một cái hồ sơ cấu hình, chúng ta sẽ chọn cho phép. Rồi lúc này thì đóng. Giờ thoát ra ngoài, vào cài đặt lại. Các bạn trở ra ngoài nè. Thì ở đây nó sẽ có hiển thị là đã tải về hồ sơ nè. Tôi sẽ bấm vào đây. Đây là cái hồ sơ beta profile của iOS để chặn cập nhật OTA đó. Giờ chúng ta chỉ còn bấm vào cài đặt. Thì này các bạn nhập bằng mã iPhone của mình nhé. Rồi chọn tiếp vào cài đặt. Chọn cài đặt tiếp. Thì lúc này iPhone nó yêu cầu chúng ta khởi động lại để cái cấu hình nó cài đặt vào iPhone. Chúng ta bấm vào khởi động lại. Thì bây giờ chúng ta chỉ đợi cho cái iPhone nó khởi động lên lại. Để vào đây. Ở đây mình cũng có một cái iPhone 5S. Và nó cũng có cái bản cập nhật phần mềm là 12.5.5, trong khi đó cái phiên bản nó đang chạy là 10.3.3. Mình không muốn cập nhật cái phiên bản lên 12 vì iPhone 5S lên iOS 12 thì nó khá là chậm. Mình muốn giữ lại cái iOS 10.3.3 này để sử dụng, thì chúng ta cũng dùng cái cách giống như lúc nãy nha các bạn. Bạn cũng truy cập vào Safari nè, vào cái trang beta profile nè. Rồi, thì ở trong trang beta profile này chúng ta lướt xuống dưới kiếm cái phần block OTA lúc nãy đó. Đây nè, dòng màu tím này có chữ block OTA nè. Thì trên dòng iPhone 5S thì chúng ta nhấn giữ vào chữ Intent, chọn mở trong tab mới.
Rồi lúc này chúng ta nhanh tay chọn một cái dòng cho phép nha. Đó. Chúng ta phải nhanh tay bấm vào lúc đó, thì nếu không thì nó sẽ qua bước đó luôn, thì chúng ta phải làm lại. Rồi thì bây giờ cài đặt cái cấu hình như trên dòng iPhone XS lúc nãy. Rồi, không khởi động lại máy. Rồi tạm thời thì bỏ cái iPhone 5S này qua, ta xem lại cái iPhone XS. Xem sau khi chúng ta đã cài, như các bạn đã thấy thì cái số 1 ở trên cái icon cài đặt nó đã mất tiêu rồi. Rồi chúng ta vào check lại cập nhật phần mềm. Đó, thì iPhone của bạn là iOS 14.2 nè. Phần mềm của bạn đã được cập nhật. Nó không còn báo cập nhật iOS 15.4 đó nữa. Và trên cái biểu tượng của cài đặt nó cũng không còn cái số 1 khó chịu đó nữa. Thì đây là cái cách mà để chúng ta có thể chặn được cập nhật OTA và xóa luôn cái số 1 khó chịu ở trên cái phần cài đặt của iPhone. Rồi giờ thì iPhone 5S nó cũng đã khởi động lên rồi. Giờ chúng ta vào thử nha. Đó, anh thấy không? Giờ là nó không thể kiểm tra được bản cập nhật nữa. Nó vẫn báo số 1 ở trong này nha, nhưng mà chúng ta không thể kiểm tra được bản cập nhật nữa. Rồi. Vậy là chúng ta yên tâm sử dụng cái phiên bản phần mềm mà hiện tại đang chạy trên máy, không sợ nó sẽ gặp update OTA lên cái phiên bản mới nữa. Còn sau này nếu mà các bạn muốn mở lại cái tính năng cập nhật OTA thì chúng ta truy cập vào cài đặt. Vào cài đặt các bạn chọn tới dòng cài đặt chung và tìm tới phần cấu hình nè. Vào đây cấu hình thì chúng ta sẽ chọn vào cái cấu hình này. Cấu hình block OTA này chúng ta chọn xóa cấu hình đi. Xóa cấu hình đi và khởi động lại thì lúc đó chúng ta sẽ check được cái bản cập nhật mới nha. Thì khi nào mà chúng ta không muốn giữ cái phiên bản iOS cũ nữa, muốn nâng cấp lên phiên bản iOS mới thì xóa cái cấu hình này đi là các bạn sẽ cập nhật bình thường. Không có gặp bất cứ vấn đề gì ha. Chỉ xóa cấu hình đi là có thể cài được cái phiên bản iOS mới nhất. Chỉ có vậy thôi. Thì khi mà chúng ta cài đặt cái cấu hình chặn cập nhật đó các bạn, thì trên máy nó sẽ xuất hiện cái biểu tượng feedback nè, màu tím tím này nè. Thì cái này chúng ta không cần quan tâm tới nó đâu. Đối với những máy iOS 14 như iPhone XS này, chúng ta xóa cái ứng dụng này đi, nó cho nó ra khỏi màn hình chính đi, nó nằm trong cái thư viện ứng dụng nè. Rồi còn trên những dòng máy iOS thấp hơn thì chúng ta cứ mặc kệ nó, không cần quan tâm tới, vì hiện tại chúng ta đã chặn được cái update OTA rồi, và trên cái cài đặt nó cũng không còn cái số 1 nữa. Thì đối với những dòng iPhone khác thì các bạn làm tương tự nha. Rồi thì đến đây rồi thì cái giao diện của chúng ta đã không còn cái số 1 khó chịu trên cái biểu tượng cài đặt nữa. Thì cách làm này tương đối là dễ. Chúng ta chỉ cần truy cập vào Safari và truy cập vào cái trang web download cái profile về cài vào iPhone là xong. Không cần máy tính gì luôn. Thì video này đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.